Vậy thì bây giờ em xin phép mời mọi người chắp tay trước ngực và đón chào Master Jaswandit. Namaste. Namaste. Yes, welcome, Master. Have it? Yes, Master. Yes. Well, friends, the source talk is all about going beyond our memories. Chương trình trò chuyện với nguồn. Đây là một cuộc hội thoại để chúng ta vượt lên trên những ký ức, những kỷ niệm của chúng ta. Memories means when we grow in a life, from the childhood, we have different problems. Sometimes we have the hard times, sometimes we have the good times, but most of the time, hard times makes us sad, and hard times is more impressed in our brain. So because of these hard times, we insecure about our future. So Source Talk, our Exploring the Essence, is all about going beyond our memory, all the hard times. Những ký ức mà thầy nhắc tới ở đây, đó là khi chúng ta trong quá trình lớn lên, chúng ta có rất nhiều những ký ức, những kỷ niệm. Có những ký ức tốt đẹp, có những ký ức không tốt đẹp. Và chúng ta thường hay vướng mắc với những ký ức không tốt đẹp trong tuổi thơ, trong quá khứ mà chúng ta không bứt phá lên được. Vậy thì chương trình Trò Chuyện Với Nguồn, đây chính là cơ hội để chúng ta vượt lên trên những ký ức mà chúng ta đã từng có để sống trọn vẹn hơn. So whatever in our source talk, we together exploring, it just happens by itself. It means we are accessing the pure essence. Những gì mà chúng ta cùng nhau khám phá trong chương trình Trò Chuyện Với Nguồn đều diễn ra một cách tự nhiên. Điều này có nghĩa là chúng ta đang tiếp cận với những nguồn lực. So just tune into this source energy, relax and listen. Maybe some of the missing links you may catch at some points can uplift your spirit. Và như vậy, các bạn yêu quý, chúng ta hãy ngồi xuống thư giãn, thả lỏng và bạn sẽ nắm bắt được những ý chính mà sẽ có thể làm bạn lên tinh thần. So one small awakening point is enough to access the abundance in the life. Thực ra, bạn chỉ cần một điểm mà có thể giúp bạn tỉnh thức cũng đã có thể mang lại cho bạn một sự trù phú đủ đầy trong cuộc đời mình rồi. In my life, when I volunteering, when I exploring my inner purification, my unfolding, just a small points changed my life a lot. Khi mà thầy còn là một tình nguyện viên, khi mà thầy vẫn còn khám phá cuộc sống này, thầy chỉ cần nghe một ý đúng và cái thời điểm đó với thầy đã có thể thay đổi cuộc đời thầy rất nhiều. It does not matter who's speaking, but the one who speaks from the source energy, there is always a point for us. Thực ra không quan trọng ai là người đang trò chuyện với bạn, mà cái điều quan trọng ở đây, họ có đang nói chuyện từ nguồn hay không? Yeah, again, let me say, source means beyond all human creations. Một lần nữa, thầy nhắc lại cho tất cả chúng ta cùng biết, nguồn ở đây là vượt lên trên tất cả những gì do con người kiến tạo nên. All the human drama we created on this earth. Vượt lên trên tất cả những bi kịch, những kịch tính mà con người chúng ta tạo nên trên thế giới này, trên our trái đất cultures, này. Our trading, our businesses, our all the mechanism. Nền văn hóa của chúng ta, những hệ thống thương mại, những cơ chế. Borders, nations. Những ranh giới, những quốc gia. Rich, poor, whatever the drama, good or bad, we created as a humans. Source means beyond all the human creation.
Giàu, nghèo, đây đều là những người, điều mà con người chúng ta kiến tạo nên. Và nguồn ở đây mà thầy nhắc tới vượt lên trên tất cả những gì mà con người kiến tạo. So when we access that source energies, we have a solution for our transformation, for our enlightenment. Chỉ khi chúng ta tiếp cận với nguồn, chúng ta sẽ được khai mở và chúng ta sẽ luôn có lời giải đáp cho những vấn đề của mình. Well, however, as a humans, we all need money because we created this money world. Not universe created the money world. Universe created us. Universe created the soul. Universe created the spirit. Universe created the five elements. Universe created the nature. But human created the money. Tuy nhiên, trong cuộc sống này thì chúng ta luôn có đồng tiền, bởi vì đồng tiền là một thứ do chính con người tạo ra chứ không phải vũ trụ tạo ra. But money itself not powerful. There is a connection with money. What? The connection with money is the trust between the humans. That's what become money. Bản thân tiền không có sức mạnh, nhưng chính sự kết nối với tiền, sự kết nối giữa con người chúng ta, cái sự tin tưởng thì nó mới tạo ra được sức mạnh. So when we are talking about money, actually we need to talk about trust. Thực ra khi chúng ta nói về tiền, chúng ta cần nói về lòng tin. Why there is some brands get so fast business, there are other brands cannot get that fast business, even the quality is good. Tại sao có một số thương hiệu thì họ làm ăn rất là tốt, trong khi đó có một số thương hiệu khác, sản phẩm của họ cũng tốt nhưng họ không bán chạy được như vậy? Because knowingly or unknowingly, people, group of people, the crowd, trust the certain brands. It's already subconsciously influenced them, are stored in the people's mind. That's why people trust the brands. That's why the whole energy goes to them. Vô thức hay một cách có ý thức, một nhóm người họ tin tưởng vào cái thương hiệu này hơn, họ có lòng tin vào cái thương hiệu này, nên họ đặt lòng tin vào đó, họ mua ở đó nhiều hơn. Yeah. So this is Rules of Money Part 2 in our Source Talk. In the Part 1, I already mentioned, we are the energy. If we put our energy in the right direction, we develop the trust, trust with everyone around. That opens the channel of abundance. Đây chính là quy luật của đồng tiền phần 2. Tại phần 1, thầy đã gợi nhắc cho chúng ta rằng chính chúng ta mới là nguồn năng lượng. But the problem is, most of the time we grown with the brainwash that don't trust anyone. Nhưng từ nhỏ chúng ta đã được gieo rắc vào đầu rằng con đừng tin tưởng ai. So we have a program, all strangers are thieves for us. All strangers are harmful for us. Chúng ta đã bị lập trình vào đầu rằng những người lạ họ như là những kẻ trộm, cắp hay là họ chỉ muốn làm hại chúng ta mà thôi. So trust is so subtle, friends. Of course, you have to trust. At the same time, you should not trust. It's a thin line. How you can handle that? Lòng tin ở đây là một điều rất tinh tế, các bạn yêu quý. Chúng ta có một ranh giới rất mỏng manh giữa việc chúng ta có nên tin tưởng hay không. If you trust blindly, you can become a fish. Nếu bạn chỉ tin tưởng một cách mù quáng, bạn có thể trở thành một con cá. What fish in the water do? She trusts. She think it's a food, but she don't know it's a trap. She don't know it's a trap. Một con cá ở trong nước thì họ làm gì ạ? Khi mà con cá nhìn thấy một miếng mồi thì con cá nghĩ rằng à, đây là đồ ăn và con cá đớp. And if you don't trust, already like a god is waiting, open the door for you. Your karma already clean. Some big offer is coming to you, but you don't want to see it. Nhưng nếu mà bạn không tin tưởng, thì cho dù có những cánh cửa mở ra trước mặt bạn, có những vị thần xuất hiện trước mặt bạn, mà bạn vẫn không tin tưởng. So it's a thin line. Vậy thì đây là một ranh giới rất mỏng manh. So in this part 2, the rule of money,
Money means nothing but a trust. So how can we develop the trust inside and outside? Vậy thì quy luật đồng tiền ở đây chính là về lòng tin, làm sao chúng ta có được lòng tin ở cả bên trong lẫn bên ngoài. So friends, just for 2 minutes, relax, bring yourself into your heart. Feel the openness in your heart. Tell to yourself, I trust myself. Các bạn yêu quý, trong vòng 2 phút tiếp theo, hãy ngồi thả lỏng và thư giãn. Hãy dành sự chú tâm của bạn cho khu vực trái tim. Và hãy tự nói với bạn rằng, tôi tin tưởng vào chính mình. Just relax. Hãy thư giãn. What's going on in my life? I trust every event, every happening. It's for my own goodness. Tôi tin tưởng rằng bất kỳ những sự kiện gì, những điều xảy đến trong cuộc đời tôi đều có một lý do. My body, it will be healthy. Tôi tin tưởng rằng cơ thể của tôi sẽ được khỏe mạnh. I trust my family. I chosen them. Tôi tin tưởng gia đình của tôi mà tôi đã lựa chọn. I trust my neighbors because every day I'm gonna see their faces. Tôi tin tưởng những người hàng xóm láng giềng của tôi bởi vì ngày nào tôi cũng nhìn thấy gương mặt của họ. I trust the rain. I trust the sun. Tôi tin tưởng vào mây, tôi tin tưởng vào mưa, tôi tin tưởng vào mặt trời. I trust I will live in abundance. Tôi tin tưởng rằng tôi sẽ sống trong một sự trù phú đủ đầy. I trust my failures are to understand and appreciate my success. Tôi tin tưởng rằng những thất bại của tôi là để giúp tôi hiểu về những thành công của tôi. Be in this, the frequency of trust, you're never gonna be poor friend. Hãy ở trong tần số rung động của lòng tin, bạn sẽ không bao giờ trở nên nghèo nàn. Thank you so much. Gently open your eyes. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin mời các bạn hãy từ từ mở mắt ra. Well, so when it comes to trust, we usually listen, oh, I trust my friend after I became cheated and I stopped trusting anyone. This is not good. Khi mà thầy nói về lòng tin ở đây thì có rất nhiều bạn sẽ đến nói với thầy rằng thầy ơi, trước đây em cũng đã từng tin một người bạn của em và sau đó người bạn đó phản bội và lấy hết tiền của em, làm sao mà em tin tưởng được ai đây? Almost 99% people say this. 99% con người chúng ta nói những câu như thế này. Everyone saying that, then sometimes we got the doubt. Who is cheating then? Và nhiều người nói như vậy, chúng ta bắt đầu thắc mắc, thế ở đây ai mới là kẻ lừa đảo? Yes. Friends, sometimes universe is communicating with you to move to which direction. Sẽ có lúc vũ trụ đang giao tiếp với bạn, đâu mới là một chiều hướng đúng đắn mà bạn cần tiến tới. Universe also many times gives the signals, reminders to move into the direction where you will transform. Vũ trụ luôn gửi bạn những lời gợi nhắc, những biển báo, đâu mới là con đường để giúp bạn chuyển hóa. But we still in the craving, we still in the conditioning, the wantings of the mind and body, so always like that, so we have some big hit.
with someone cheaters, money gone, or beloved people die. So it's a turning point in the life. Nhưng con người chúng ta thì vẫn bị giam cầm trong những điều kiện của tâm trí khi mà chúng ta có quá nhiều ham muốn. Và như vậy, vũ trụ sẽ gửi cho chúng ta những cú tát. Những cú tát ở đây có thể là khi bạn mất đi một người thân yêu hoặc là chúng ta bị phản bội, lừa gạt, mất hết tiền như vậy. So when you personalize, maybe everything is a loss. But when you don't personalize, loss is not a loss. Khi mà bạn cá thể hóa thì bạn nghĩ rằng trời ơi mình đang mất ở đây. Nhưng nếu bạn không nghĩ như vậy thì trên cuộc sống này không có điều gì là bị mất đi cả. When you know the loss happened to you, it's not a loss, then you see the direction. Một khi bạn biết rằng những gì mất mát diễn ra với bạn, thực ra đây không phải là những điều mất mát, bạn sẽ nhìn thấy con đường phía trước. So the direction towards integrity, purification, transformation. Đây chính là đường lối dẫn tới sự chuyển hóa, sự chính trực. So friends, when we have deeply cheated by someone or got big accidents, very severe hospitalizations, any kind of mental disturbances, everything is a strong hit for us, universe guiding which direction you need to go. Các bạn yêu quý, vậy thì mỗi lần mà bạn gặp phải tai nạn hoặc là những biến cố rất lớn trong cuộc sống như là người thân qua đời, phá sản, đây đều là những cú tát mà vũ trụ gửi tới cho bạn để chỉ cho bạn đâu mới là một con đường đúng đắn mà bạn cần tiến tới. So you will think that is your punishment or you will think that is your training. It's up to you. Bạn có thể nghĩ rằng đây là một sự trừng phạt cho bạn hoặc bạn có thể nghĩ rằng đây là vũ trụ đang đào tạo bạn, đang huấn luyện cho bạn. So when you say, oh, someone cheated me, I believe someone, they cheated me. Maybe there is a karma involved. The way you believe, maybe you have greedy inside because there is a shortcut to earn more money. That's why you believe them. There are many things. You have to check yourself what kind of wrong steps you made in order to trapped by their if they did really intentionally, it's a trap. But they also did innocently, that is mutual karma. So you can explore all the reality. Vậy thì khi mà bạn phàn nàn với thầy, thầy ơi em bị người khác lừa đảo, phản bội, chúng ta trước mắt cần phải tự vấn lại chính bản thân mình để xem bên trong mình có những nghiệp quả gì hoặc là chúng ta đã đưa ra những bước đi sai lầm như thế nào. Bên trong chúng ta có phải là có những ham muốn, có sự tham lam khiến cho chúng ta bị mờ mắt mà dẫn đến những bước đi sai lầm như vậy không? If you're trapped, they really intentionally created that concept and you trapped into it. It means somewhere you have greediness inside. So after this loss, universe is guiding you, break down your greedy, it's enough. Nếu mà bạn bị rơi vào bẫy khi mà người khác chủ ý làm hại hoặc là lừa gạt bạn thì điều này có nghĩa là bên trong bạn chúng ta vẫn có hạt giống của sự tham lam và đây là tín hiệu vũ trụ gửi tới cho chúng ta. Hãy thanh lọc những ham muốn, những sự tham lam trồi lên ở bên trong bạn. Or they don't have any intention to trap you or anything. Both together lost and your friend also innocent. It means you both have mutual karma. So you are going through that karma to purify. And you are learning how to do something better than as usual. Hoặc một trường hợp khác, đó chính là người bạn của bạn không có chủ ý làm hại bạn hoặc là phản bội bạn. Nhưng một cách rất là hồn nhiên, cả hai cùng mất tiền, cùng bị lừa gạt. Thì điều này có nghĩa là giữa hai bạn đang có những cái nghiệp quả mà chúng ta cũng cần phải thanh lọc. So friends, it's really good. Stop saying someone cheated you. It's for your own learning. There is nothing bad in it. Vậy thì các bạn yêu quý, chúng ta đừng ca cẩm phàn nàn rằng có người lừa đảo tôi, bởi vì chuyện này diễn ra để giúp cho bạn phát triển, giúp bạn học ra những bài học. In fact, if someone cheated you, it does not mean that you will stop trusting, but you learn how to trust in a better way. That is the right direction. Thực ra khi mà có một người lừa đảo bạn
Điều này không có nghĩa rằng bạn không nên tin bất kỳ ai, mà điều này có nghĩa rằng bạn nên học cách đặt lòng tin vào đúng chỗ, đúng nơi hơn. Because trust is abundance. Bởi vì lòng tin, sự tin tưởng chính là sự trù phú đủ đầy. Trust is freedom. Sự tin tưởng chính là sự tự do. Trust is a door to all the possibilities. Sự tin tưởng chính là cánh cửa mở ra tất cả những khả năng. No trust, no faith, no faith, no hope, no hope, no way. Nếu không có sự tin tưởng, chúng ta sẽ không có lòng tin. Nếu không có lòng tin, làm sao có hy vọng? Là nếu không có hy vọng, làm sao chúng ta thấy con đường? No seed, no plant, no plant, no tree, no tree, no fruit, no fruit, again, nothing. Tương tự như vậy, nếu chúng ta không gieo hạt, làm sao mà hạt nảy nở thành cây? Nếu không có cây, làm sao có quả? So beautiful. Do your best to work on your trust. What is the level of your trust? If you are often saying, I don't trust this, I don't trust that, I cannot trust myself, whatever, relax, take some time, have the reflection on that, filter yourself, ask your soul, ask your inner master, connect with the sources. If you practice meditation, you know what I'm speaking about, then you start to improve your trusting levels. That is literally helps you to improve your abundance and your wealth. Nếu bạn cảm thấy rằng tôi không thể tin tưởng bất kỳ ai trên cuộc sống này, chúng ta hãy tự vấn lại chính mình và chúng ta hãy dành thời gian để thực hành thiền, để kết nối với nguồn, để thư giãn. Bởi vì chính lòng tin của bạn, chính sự tin tưởng của bạn có một sự liên kết trực tiếp với sự giàu có, với sự đủ đầy trong cuộc sống của bạn. And friends, maybe you can get confused when I'm saying like this. Because there are many rich people who often say, oh, don't trust anyone, I don't trust anyone, but they look so rich, they have big cars and stuff. Friends, having so much properties, money, cars, whatever, that is not only abundance or wealth. First, you need relaxation. When you're sleeping, you need to feel so happily. There are many rich people who think they are rich, but they cannot sleep well. They have so much fear. Who will take that? Who will take this? Everywhere fear, fear, fear. They go with fears. If you're leaving that much fear, where is the deepest life you are exploring? Sẽ có những bạn hỏi thầy, thầy ơi, trong cuộc sống em cũng gặp những người rất giàu có và em thấy họ có tin tưởng ai đâu mà tại sao họ vẫn giàu có như vậy? Vậy thì thầy gợi nhắc cho chúng ta. Sự giàu có ở đây, chúng ta hãy nhìn xa hơn, rộng hơn, vượt lên trên những sự giàu có về của cải, vật chất, nhà cửa, xe cộ. Hãy nhìn xem những người giàu này, buổi tối khi họ đi ngủ, họ có ngủ ngon giấc không? Hay họ luôn có những nỗi lo rằng sẽ có trộm vào nhà, sẽ có người này người kia lừa gạt họ. Nếu mà họ sống không có lòng tin như vậy, làm sao họ có thể tận hưởng một cuộc sống trọn vẹn và đủ đầy nhất? Of course, we should take precautions, we should take protection, but don't need to live in the fear and always feeling, assuming something bad happens. That is not abundance. Tất nhiên, chúng ta cần phải thận trọng trong cuộc sống này. Nhưng không phải là chúng ta lúc nào cũng sống trong một sự sợ hãi, bởi vì sự sợ hãi này sẽ không mang đến cho bạn sự giàu có đâu ạ. When you cannot feel joy, when you cannot feel peace, when you cannot feel a deep inner support, you are not living in rich. Khi mà bạn không thể cảm nhận được niềm an vui, sự bình an, sự đủ đầy bên trong bạn, thì làm sao bạn có thể sống một cuộc sống giàu có được? When you have a deep disease like a cancer or some problem, and you fear, fear, and you want hospital, doctor, and you think they will fix your problems. Who knows? May they can fix or may they cannot fix. But the soul inside you, the source energy inside you is more important than you always depend on anyone outside. Even doctors itself will say it depends on your willpower.
Và một khi bạn mắc phải một căn bệnh nan y và bạn cần phải đến bệnh viện để chữa trị thì chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta cứ giao phó sức khỏe của chúng ta cho bác sĩ, cho y tá, rằng chúng ta đến bệnh viện là chúng ta sẽ được chữa lành. Nhưng biết đâu được, đây cũng chính là do ý chí của bạn, cho niềm tin bên trong của bạn sẽ giúp bạn vượt qua căn bệnh này. So there are many rich people who looks like a rich, but actually they are poor because they have lots of fear. Thực ra có rất nhiều người nhìn ngoài thì tưởng là họ giàu có, nhưng bên trong họ nghèo nàn vô cùng bởi vì họ sống trong nỗi sợ. Only that kind of fearful people, only that kind of fearful people spread always, are saying always, I don't trust anyone, I don't trust anyone, something like this. Chỉ có những người sống trong những nỗi sợ hãi như vậy, họ mới chính là những người mở miệng ra là nói tôi không tin tưởng ai, tôi không tin tưởng ai. So trust at the same time, don't trust. In between there is a thin line, explore that subtlest trust and lead the life. Tin tưởng và không tin tưởng ở giữa là một đường ranh giới rất mỏng manh. Chúng ta hãy khám phá đường ranh giới mỏng manh này, đó là nơi chúng ta khám phá sự sống. So don't go with emotion. Go with the detailing, go with the realities, then you know how to trust. Đừng bị cuốn theo bởi cảm xúc của bạn, mà chúng ta hãy nhìn vào những chi tiết, chúng ta hãy nhìn thấy hiện thực như nó vốn là, rồi chúng ta hẵng tin tưởng. So trust at the same time, don't trust. In between there is a subtlest trust. This you can explore when you go beyond memories, beyond emotions. Tin tưởng và không tin tưởng, cái đường ranh giới mỏng manh này chúng ta có thể khám phá khi mà chúng ta sống vượt lên trên những ký ức, những kỷ niệm, những gì đã diễn ra trong quá khứ với chúng ta và khám phá hiện thực như nó vốn là. For example, you have a feeling, oh, all Chinese are bad people, just for example. Ví dụ bạn có một nỗi sợ, tất cả những người Trung Quốc đều rất xấu. So this is an opinion, this is an emotion. Đây là một ý kiến chủ quan của bạn, đây là một cảm xúc của bạn. So if you go with this emotion, this opinion, you cannot explore the subtlest trust. Nếu mà bạn chỉ đi theo những ý kiến chủ quan như thế này thì bạn sẽ không thể nào khám phá được sự thật. Because when you deal with any Chinese person and there is some issue happens and he will strong with you, then this memory will triggers you. I know all Chinese are bad people. I know this is gonna happen. You will speak like this. Bởi vì khi có những người Trung Quốc đối xử tồi tệ với bạn, bạn sẽ trả lời rằng tôi biết là như vậy, tôi biết là người Trung Quốc rất xấu mà. So the opinion, the emotion triggered there, rather you explore why he's speaking like that, what is the miscommunication happened, what is the psychology of that particular person. You should not see a Chinese person, you have to see the psychology of the human first. Và như vậy chúng ta bị những cảm xúc cuốn theo và chúng ta rơi vào vòng xoáy của những sự ván xét thay vì chúng ta đang hiểu được tâm lý của họ như thế nào. Like this anything, friends. So don't go with emotion, don't go with opinion, go with the reality, go with the research. Then you can explore the subtlest trust. Và như vậy các bạn yêu quý, chúng ta đừng bị cuốn theo những cảm xúc mà chúng ta hãy đi theo những cái hiện thực nó tinh tế nhất. That's why we need to explore the law of nature. Đó là lý do vì sao chúng ta cần phải hiểu quy luật của vũ trụ. The law of karma. Quy luật của những nghiệp quả. The energy connections between all of us. Sự kết nối năng lượng giữa tất cả chúng ta. Well, I hope you understood what I mean and how trust connected with the money. Thầy hy vọng rằng các bạn hiểu được những gì mà thầy mới chia sẻ ở đây và đâu mới là sự kết nối giữa lòng tin và tiền bạc. So there is a subtlest trust, then you know about trust. Luôn có những sự tin tưởng tinh tế nhất và mới như vậy bạn mới hiểu được về. Explore it. Lòng tin. Meditate, you can explore. Và chỉ khi bạn thực hành thiền bạn mới có thể khám phá được. Well, so I'm gonna go with questions which we received. Và bây giờ thầy sẽ bắt đầu trả lời câu hỏi mà đội ngũ Diviner đã nhận được rất rất nhiều câu hỏi từ các bạn đăng ký tham gia chương trình ngày hôm nay. Vậy thì câu hỏi đầu tiên, xin mời Minh Như bạn đọc câu hỏi số 8. Và bây giờ Như xin đọc một câu hỏi
mà các bạn tham gia gửi về mọi người ha. Và câu hỏi như sau: em đang bị mâu thuẫn với suy nghĩ muốn kiếm nhiều tiền để trở nên giàu có và muốn sống biết đủ để hạnh phúc an nhiên, làm thế nào để có được cả hai ạ? À? Hiện tại em đang trong giai đoạn khó khăn về cơm áo, nhưng chưa đạt được về con số tài chính mà mình muốn. Em phải làm như thế nào ạ? Well, friends, it's a good question because the point when I can feel enough that I can experience peace, that is the good inquiry. Đây là một câu hỏi rất hay mà bạn đã gửi về cho thầy. Thế nào mới là sống biết đủ để chúng ta cảm thấy an nhiên ở bên trong? Friends, we can keep so much goal to earn money. You can be as much as rich. No doubt in that. Chúng ta có thể có những mục tiêu tài chính để kiếm rất nhiều tiền. Không có gì để bạn phải nghi ngờ về điều này. But don't try to reach to show to your neighbor. Nhưng đừng bao giờ cố gắng trở nên giàu có chỉ để khoe mẽ với hàng xóm của bạn. To show to your relatives. Hay để khoe khoang với những người thân trong gia đình. To show to someone in the society, in the life. Hay để hơn những người trong xã hội này. Just you want to become rich because you want to explore about richness, about the money, having too much money in your presence. Bạn muốn trở nên giàu có bởi vì bạn muốn khám phá cái hiện thực xem như thế nào là chúng ta sống với rất nhiều tiền trong tay. But if you want to show, there is no end for it. You are in the trap because you show someone, again someone will ask you, oh, only this much. Again, it raise up. So that pattern will keep on continue. Nhưng nếu bạn chỉ muốn trở nên giàu có để khoe mẽ với một người nào đó thì sẽ không có giới hạn đâu ạ. Chúng ta cứ tiếp tục. So, having so much money, you want to hold so much money, that is a kind of adventure. Some people want to go to the mountain, Himalayas mountain, they want to Everest. That is his goal. That is his spirit. Someone want to ride bike all over the countries. That is his spirit. Like that, each person have different spirit. Your spirit, if it is, oh, I want to explore money. I want so much money in my hand, in my bank account. Okay, that is an adventure. That is a game. Do it. If someone go to the mountain, how long they will go? They know when they need to stop. When someone go to the cycling, how long they will go? They know when they need to stop. That feeling will come naturally. It's enough. Việc chúng ta kiếm được rất nhiều tiền cũng như là một cuộc phiêu lưu vậy. Như là có những người họ có mong muốn được leo núi mạo hiểm, vượt núi này, vượt núi kia. Và đây là những cái cảm giác khi mà chúng ta được khám phá, được chinh phục. Và một khi mà họ đã leo được rồi thì họ sẽ luôn có một cái cảm giác à, như vậy, như thế này là đã đủ với mình rồi. But the proven reality is no need much money to make our family better. That is true. Nhưng đây là một hiện thực mà đã được chứng minh trong cuộc sống. Chúng ta không cần nhiều tiền để có thể nuôi dưỡng được gia đình của mình. So make sure you have enough education, you have enough finance plan to secure your family, your income. Then whatever is there, explore more. The nourishment, the education, the enjoyment in the family. Và như vậy hãy chắc chắn rằng bạn có một sự giáo dục đúng đắn và như vậy bạn mới có thể nuôi dưỡng được gia đình của bạn một cách đúng cách. And also I listen another point. Now in this moment it's a difficult time. Và thầy cũng nghe bạn học viên tham gia chương trình vừa chia sẻ rằng bây giờ đang là một thời điểm khó khăn với bạn. It's okay, difficult times always there. It's not big deal. For example, someone go to the Everest mountain. So when we go one place, we cannot breathe. After you move somewhere, you see beautiful scenery. Wow! Because you achieved, you came to that point, you cannot breathe. That's why you see the beautiful scenery. Like that, this up and down is always there in the journey of exploring. So in this moment, you feel little bit hard, little bit insufficient in something. That's okay. It will change. Be in this, the spirit of trusting yourself.
Cũng như là khi mà chúng ta leo núi, sẽ có những cái khoảnh khắc mà bạn cảm thấy khó khăn vô cùng khi mà bạn leo đến một cái ngọn đỉnh và bạn cảm thấy mình không thở được. Nhưng cũng trong cũng chính cái khoảnh khắc mà bạn không thở được như vậy, bạn bắt đầu nhìn xung quanh và nhận ra được trời ơi, khung cảnh xung quanh mình tuyệt vời biết bao nhiêu. Tương tự như vậy, trong cuộc sống ai cũng sẽ có những lúc khó khăn và bạn luôn biết rằng cái giai đoạn này là tạm thời, nó không phải là mãi mãi. That's beautiful. I will go with next question. Rất tuyệt vời. Và bây giờ xin mời tất cả các bạn chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này chắc hẳn rất nhiều bậc phụ huynh đang thắc mắc ở đây. Xin mời bạn Minh Như chúng ta đọc câu hỏi số 2. Bây giờ Như xin đọc câu hỏi. Thầy cho em hỏi cách giáo dục con cái về tiền. Và hiện tại nhà em có 3 bé, một bé 9 tuổi, bé 6 tuổi và bé 3 tuổi. If you put your children in the comfort zone and feeding them very well, your children never know what is money. Nếu mà bạn chỉ để cho con của bạn sống trong những cái hoàn cảnh, những cái điều kiện thoải mái và lúc nào cũng cho ăn rất là đầy đủ, thì các bạn yêu quý, con của bạn sẽ không bao giờ biết thật sự đồng tiền là gì. For example, you give in a rice to your children, they are eating. Ví dụ bạn cho con một bát cơm và con đang ăn cái bát cơm đó. Then you say, oh, you know, this rice is not easy. There is a farmer, the farmer will be farming. Then someone will bring to the machine. Machine will filter. Then rice will come. Then it goes to the store. From the store, it's come. It's come from the summer journey. Even you say lots of stuff. Maybe if your children born with essence, maybe they can understand, they can visualize everything and they can feel it. If your children does not have that maturity, does not sense anything. Và khi mà bạn nhìn vào bát cơm này, bạn bắt đầu dạy con có biết không, để có được bát cơm cho con ăn ngày hôm nay thì những người nông dân đã phải cày cấy vất vả như thế nào, rồi có những người vận chuyển đến đây, rồi có những người nấu cho con ăn. Con thấy bát cơm quý giá không? Có thể những đứa trẻ của chúng ta khi họ nghe những cái thông tin này, thì những đứa trẻ nào mà đã sinh ra đã có những cái bản chất thì chúng sẽ hiểu, nhưng còn những cái đứa trẻ mà nó chưa có được cái sự trưởng thành như vậy thì các con nghe cũng như là bỏ ngoài tai. Then put your children in the challenge. Tell to your children after I will put somewhere at grandfather's place, somewhere other, some former place, and tell them my children will be with you next 3 months and you tell to your children, I will see you after 3 months. Show me rice by doing how we can do. Chúng ta có thể đưa cho con những thử thách. Ví dụ chúng ta cho con về quê sống với ông bà ở vùng nông thôn chẳng hạn, và chúng ta nói với con rằng bây giờ con hãy ở quê sống với bà trong vòng 3 tháng. 3 tháng sau khi mà mẹ quay trở lại thì con hãy chỉ cho mẹ bát gạo mà chính tay con làm ra. They need to involve into every each and happening, then they know what it is. Các con cần phải tham gia vào từng bước của một tiến trình. Có như vậy các con mới thật sự hiểu nó có ý nghĩa gì. Very simple, friend. Now you became adult, and somewhere in your point you understand what is money means and how valuable it is, how it turns around. You sense somewhere, right? So you know that. So same thing. You can put into practicals for your children. Đơn giản lắm các bạn ạ. Bây giờ chúng ta là những người lớn, những người trưởng thành. Chúng ta đã có những trải nghiệm với tiền, chúng ta hiểu thế nào là tiền. Và cũng tương tự như vậy, chúng ta hãy cho con những trải nghiệm thực tế như vậy để con hiểu. So briefly I'm giving the some connecting point. Involve them in the activity. Ở đây thầy chia sẻ cho chúng ta những điểm mấu chốt. Hãy cho con tham gia, nhúng mình trọn vẹn vào những hoạt động. Give them less comforts, let them create things from by themselves. Hãy cho con bớt đi những sự thoải mái nuông chiều, mà hãy cho con có cơ hội được tự tạo nên từ hai bàn tay của con. When they earn possibilities by themselves, like something they want, but they do some part time or they do some kind of their own concept, they know how to earn money by their idea, so let them do, then they start practicing by themselves. Nếu mà các con có những khả năng
tự tạo ra những cơ hội cho mình. Hãy cho các con cơ hội để thực hành, để thực hiện nó. So give less comforts, let them do things more by themselves. Hãy cho con bớt những sự thoải mái đi và hãy tạo cho con nhiều cơ hội để có thể tự làm. Love does not mean giving a pleasure. Love means giving. Mastery, that they don't need to depend on anyone. Tình yêu thương với con ở đây là khi chúng ta không cho con sự thoải mái, hưởng thụ, mà chúng ta cho con khả năng làm chủ để con không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai. It does not mean love means, oh, if I die, how my children live? How my children live? I don't have anything to give them. Oh, we are so poor. How can I do? That not helps anywhere. Tình yêu ở đây không phải rằng chúng ta lo lắng rằng trời ơi, khi mà mình chết đi, mình lấy tiền đâu để cho các con tiếp tục sống đây. Đây không phải là tình yêu thương đâu ạ. Maybe you make your children very weak persons. Chính bạn đang biến những đứa con của bạn trở nên rất yếu ớt. But when you think like this, it's okay, I can die anytime. My children, they can do anything. They can live their life to the fullest. If you have that confidence, you put them in the right direction already. Một khi bạn có một sự tự tin rằng mình có thể chết bất kỳ lúc nào và con của mình sẽ vẫn có thể sống được. So make sure you have that confidence on your children and also you give enough efforts. Giving less comforts to them and involving them earn by themselves as many as possibilities. Of course, we should not give them too much pressure, but there is a healthy zone of they can do by themselves. Và như vậy, thầy nhắc lại, chúng ta hãy cho con bớt đi những sự thoải mái, hưởng thụ, mà hãy cho con nhiều cơ hội để có thể tự làm, tự trải nghiệm. Thank you. I will go for next question. Yes. Yes. The next question is a number 11. Yeah. Và như xin phép đọc câu hỏi tiếp theo, đó chính là mình đang bị rối về cách chi tiêu. Không quản lý được tiền của mình, có cách nào để mình khắc phục được nó? Spending money. Okay, maybe this is very useful question. Maybe the points I'm gonna give now can be useful. Câu hỏi về cách chi tiêu như thế nào? Đây là một câu hỏi rất thực tế đúng không ạ? Và thầy hy vọng rằng những chia sẻ của thầy sẽ gợi nhắc cho bạn. Spend money only for your needs, not for your wants. Thứ nhất, chỉ chi tiêu cho những gì bạn cần, chứ không phải những gì bạn muốn. You want many things, isn't it, friends? Chúng ta ham muốn rất nhiều, ham muốn đủ thứ, đúng không ạ? Okay, there is a flight ticket economy. There is a flight ticket, first class or high class, business, this difference. Where is need? Where is wanting? Ví dụ khi mà chúng ta đặt vé máy bay thì có những vé máy bay hạng thường, hạng thương gia, hạng đặc biệt đúng không ạ? Vậy thì đâu là nhu cầu của chúng ta và đâu là những ham muốn của chúng ta? So, even you take economy, even you take business class, finally you reach in the same place with the same flight. Cho dù bạn lựa chọn ngồi ghế hạng thường hay là ngồi ghế hạng thương gia thì cuối cùng bạn vẫn chạm tới một đích đến giống nhau. Your need, someone's want, someone's need. So it changes based on the role you are playing. If you're CEO of big company, definitely you have to go on the business class because that's need for him, for the communication with others. But for others, don't need that. It depends on that. Thực ra, có nhu cầu của nhiều người thì lại là ham muốn của những người kia. Có những ham muốn của người kia thì lại là nhu cầu thiết thực của một số người. Ví dụ đây là một giám đốc của một công ty thì chắc chắn là anh ấy cần phải đi ghế hạng thương gia, bởi vì đây cũng là cách để anh ấy giao tiếp với những nhân viên trong công ty của anh ấy. Someone have the iPhone, advanced iPhone in their hand, and someone have normal like iPhone less 8 or 7 or 6 iPhone. So phone is just a need
for the internet, for the calls. Someone iPhone, advanced iPhone is need for them because they have more advanced work. They have the camera work, video work, editing work. They do everything on the phone. For them, it's need. Maybe for you, it's just wanting. You have to know this. Một ví dụ tiếp theo, đó chính là một chiếc điện thoại iPhone đời mới nhất hoặc chỉ là một chiếc điện thoại iPhone đời bình thường thôi. Đối với một người thì người đó sử dụng rất nhiều những ứng dụng cao cấp, họ cần chỉnh sửa video, quay phim, chụp ảnh cho công việc của họ. Thì việc sử dụng một chiếc iPhone đời mới nhất, đây là một nhu cầu thiết thực. Có thể với bạn, đây chỉ là một ham muốn của bạn. So, someone have iPhone advanced like 13, 14 not came. Okay, iPhone 13. Then I also want that because everyone have this. That's not work. Because you need to see what is your uses of that phone. Có thể iPhone đời 13 đang là iPhone mới nhất đúng không ạ? Và bạn thấy vừa ra đời một chiếc iPhone mới như vậy và bạn cảm thấy rằng mình cũng muốn được iPhone đời mới như vậy, nhưng mà đây có thật sự là nhu cầu hay đây chỉ là ham muốn của bạn mà thôi? So, all the advertisements are catch your wantings. Tất cả những quảng cáo mà chúng ta xem hàng ngày là để nắm bắt những ham muốn bên trong của chúng ta. Don't fall into the ads, don't fall into the trending. Đừng rơi vào những quảng cáo, đừng rơi vào những chiều hướng xu hướng. Based on your lifestyle, based on your work, based on your family, based on your range. Check what is your needs. Only hold to that enough. Dựa vào lối sống của bạn, dựa vào hoàn cảnh gia đình của bạn mà chúng ta hãy tự vấn lại đâu mới là nhu cầu đích thực của mình. So if you have the a dividing between needs and wants, and you know what is your need and what is your want. Wants filter, needs, definitely you spend your money for that. Một khi mà bạn có thể phân biệt được đâu mới là nhu cầu của bạn, đâu mới là ham muốn của bạn, và bạn rất rõ ràng về hai thứ này, bạn sẽ biết cách chi tiêu một cách hợp lý. So when you go to the supermarket, only buy what you need, but don't buy what you want. Khi bạn đi siêu thị, chỉ mua những gì bạn thật sự cần, đừng mua những gì mà bạn ham muốn. I hope it understood, friend. So, there are few questions is there. These all questions we're gonna send you in the text mail. Và đội ngũ vẫn còn nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn gửi về chương trình. Master Ojaswanis sẽ hồi đáp cho chúng ta qua email các bạn yêu quý. We're gonna meet in the next source talk with another amazing topic. Và chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhẹ nhau trong chương trình trò chuyện với nguồn Source Talk vào tháng tới, vào ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng với một chủ đề rất tuyệt vời. So, let me recap briefly about rules of money. Thầy sẽ chia sẻ với chúng ta về những quy luật của đồng tiền. There is nothing to fear about money, friends. It's just a human game. We humans created this trading system. Very clear. Không có gì phải ngần ngại về tiền, các bạn yêu quý. Bởi vì chính con người chúng ta là người tạo ra cái hệ thống thương mại này. Game means what? Just like a football, just like a chess, just like any game. Đây chỉ là một trò chơi, như là khi chúng ta chơi đá bóng, chơi cờ. When you practice more, 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 you will enter into detail, 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 technique, technique, technique. Then you will become a good player. Khi mà bạn càng thực hành, thực hành, thực hành, bạn càng trở nên chi tiết, chi tiết, chi tiết và bạn sẽ trở thành một người chơi giỏi. Then game don't control you, you control the game. Và như vậy, trò chơi không thể kiểm soát được bạn, mà bạn mới là người kiểm soát trò chơi. So do not let money control you, you control the money. Đừng để tiền kiểm soát cho bạn, mà hãy để cho bạn là người kiểm soát đồng tiền. So be energy, be energy. We are the creator, so we can handle it. Hãy ở trong nguồn năng lượng này bởi vì chúng ta mới là người kiến tạo, chúng ta mới là người kiểm soát. So because of the money, you not exist. Because of you, money exists. That is the key point. Bởi vì tiền, bạn không tồn tại. Mà chính bởi vì bạn, tiền mới tồn tại. Đây mới là cái ý chính. Then be grateful what you have. Because grateful will raises your vibration. Hãy luôn biết ơn với những gì bạn có, bởi chính lòng biết ơn của bạn sẽ làm nâng cao tần số rung động. In the last rules of money session, I told, remove the program of we came from the poor family, my father is poor, I am poor, this is a wrong program, remove it. Just
just relax. There is no poor and rich. That is only our opinions. Trong chương trình tự chức trước đây và phần 1, thầy đã gợi nhắc cho chúng ta rằng chúng ta hãy loại bỏ những lập trình trong tâm trí của chúng ta rằng tôi đến từ một gia đình nghèo, hoàn cảnh nhà tôi khó khăn nên bây giờ cuộc đời tôi mới nghèo như thế này. Hãy loại bỏ những cái lập trình này đi. How can we say if the Buddha go on the bowl with the begging bowl? How can we say he is a poor person? Ví dụ khi mà Đức Phật đi ra ngoài đường phố cầm bát cơm để cầu xin mọi người, chúng ta có thể gọi Đức Phật là một người nghèo nàn hay không? So it's beyond. Okay. So don't put yourself, I am poor person or my family is poor. Đừng bao giờ tự dán nhãn lên chính mình. Tôi là một người rất nghèo, gia đình của tôi nghèo lắm. Remove from the root level, connect with the source, be grateful with what you have. Whatever you have, keep giving to others. Hãy loại bỏ những lập trình này trong đầu bạn và hãy kết nối với bản chất, với gốc rễ của vấn đề. Hãy luôn biết ơn, trân trọng những gì mà bạn có. Good smile, good hug, deep friendship, whatever. There are many things we have as humans. Và hãy sẵn sàng trao tặng những gì mà bạn có. Đây có thể là một nụ cười tươi, một cái ôm ấm áp, bất kỳ những gì mà bạn có và bạn có thể trao đi. Hãy trao tặng. And also there is one another reminding, don't work for earn money, work for the passion and money follows you. Và thêm một ý nữa thầy gợi nhắc chúng ta, đừng làm việc vì tiền mà hãy làm việc vì đam mê của mình và như vậy đồng tiền sẽ đi theo bạn. And today's point is trust. Trust at the same time don't trust, in between there is a subtle trust, explore that trust. Và ý của ngày hôm nay đó chính là sự tin tưởng và sự không tin tưởng. Ở giữa hai điều này là một đường ranh giới rất mỏng manh. Chúng ta hãy khám phá, hãy đi trên cái ranh giới rất mỏng manh này. So I hope these all inputs may helping you to connect with your abundance. Thầy hy vọng rằng tất cả những gì mà thầy chia sẻ sẽ giúp đỡ cho bạn để kết nối với sự trù phú đủ đầy bên trong bạn. Thank you so much. See you in another Source Talk.